Một lần đã đủ lắm rồi. Bạn có thể yêu sai 2-3 người, nhưng đừng yêu một người sai 2-3 lần. Nếu như một ngày có đêm mai thì tôi vẫn đứng ở đây, vẫn chờ đợi cô dù cho đến với đêm này. Vẫn biết hoa hồng anh dòng sầu và đủ sâu chung sầu an. Cùng trên mi vòng đây có nhớ quay về. Bỏ em ở nhà là em buồn nên là anh chán em, anh muốn chia tay này kia, rồi chuyện vợ chồng của mình mà anh tại anh đi nói cho người khác biết, cái đó là anh đáng lẽ anh phải tâm sự với em mà anh đi nói với người khác biết, có phải là anh cũng nghe miệng thiên hạ nên là anh muốn trách móc em. Anh sống với em mà anh không hiểu được em nữa thì thôi nói làm gì nữa, anh đợi em cho người khác cơ hội xong rồi bắt đầu anh mới quay qua em kiếm chuyện với em. Em sẽ hận anh. Quên anh đi, vậy em nhé. Coi như là em hết nghĩa gì với anh rồi. Rồi đứng lên ngoảnh đi, bước ra bố em ngồi lặng lẽ. Em sẽ hận anh. Từ phía sau thấy anh dứt khoát lắm, nhưng sự thật chẳng như vậy. Vì em yêu anh bao giờ mà em lại
lại nghĩ anh quyết tâm chia tay em. Thật ra là anh đã bao ngày đêm nghĩ cách để em chấp nhận rời xa. Còn hơn ngày qua ngày biết em ở bên cạnh ai chẳng ai ngần. Anh đây rất đôi ân hận, chẳng thể có những thứ em cần. Vì chẳng hạnh phúc nên rời xa, mỗi người một ngã. Phải chăng thói quen luôn cần một người thứ ba để em hạnh phúc bên người ta? Chẳng sao đâu mà từ sau thấy nhau như người xa lạ. Cô cho anh là người tệ nhất. Còn thời gian anh chơi là anh sẽ trong tất cả người em cần thương anh sai như thế nào. Xong là từ đó là em coi như là em hết nghĩa gì với anh rồi. Em làm vậy có biết trong anh nó đau gấp nhường nào. Chỗ duyên ta bỏ tao mang chuyện nợ thay thế như vậy cũng chẳng sao. Ừ thì ta bước qua nhau lại thêm một lần đôi chân anh dừng lại. Những nơi ta từng đi qua nếu lỡ thấy nhau em bước đừng dừng lại. Em sẽ hận anh. Chắc em cũng đã mệt rồi.